Em có cảm nhận gì về đề thi văn ngày hôm nay? Trong suốt chiều dài lịch sử 4.000 năm thì em thấy đây là một đề văn có ấn tượng đối với em nhất. Em sẽ không bao giờ quên kỳ thi văn lần này. Em sẽ nhớ nó đến hết cuộc đời. Trở ngại lớn nhất của em trong quá trình thi là gì? Trở ngại lớn nhất của em là hệ thống thị giác và cơ quan hội tụ hình ảnh của em thì cản trở rất nhiều thì mấy giám thị. Ôi bạn ơi! Vì giám thị nên là em không coi cót được đâu. Vâng. Đối với một cái trở ngại như thế này thì em đánh giá là những môn thi tiếp theo của mình sẽ diễn ra như thế nào? Em nghĩ mấy môn thi tiếp theo của em cũng sẽ có một ít nhiều khó khăn mà em sẽ cố vượt qua. Em có cảm nhận gì về đề thi văn ngày hôm nay? Đề thi văn của em hôm nay chắc là sức nặng ngang cái tủ chị ạ. Lúc đầu em ôn bài em ôn Kaitokit sông Đà. Kaitokit đâu có trộm đề thi đâu. Nhưng mà em tin người này đến tận sáng nay em vẫn ô sông Đà, cầm cái đề xong chúng sẽ đi về chị ạ. Ai ốp thì mà. Chẳng hạn nhất của em trong phòng thi là đầu không ra chữ nhưng mà tay vẫn phải viết. Em viết được bao nhiêu trang? Em viết được 7 mặt. Em dự đoán là môn thi tiếp theo mà sẽ diễn ra như thế nào? Môn toán em không dưới 8 được. Có môn văn thì chắc là trôi lên đây trên sông Đà rồi.